Thì ra cô gái tiêm thuốc cho Đường Nghĩa là người của A07. Rất may là mình biết trước âm mưu của Hoa Nam tình báo cục, nên anh cho bảy có muối theo dõi và hạ tên định ám sát anh. Nếu không thì... Không thì cũng không sao. Vì kế hoạch của Đường Nghĩa không phải để ám sát anh. Nếu đúng vào lúc tên Thượng bóp cò mà bảy cò muối không hạ nó, thì cũng có một kẻ nấp ở đâu đó hạ nó. Mục đích chính là để đổ hết trách nhiệm cho Imer Eban, và do đó phá vỡ cuộc thân thiết giữa Nhu và nhóm Phun Rộp. Và anh đã tương kế tiểu kế cho bảy cò muối hạ nó như Đường Nghĩa mong muốn. Đúng. Và cũng nhờ vụ đó mà công tác Nhu giao cho anh đã hoàn thành một cách rất thuận lợi cho ta. Imer Eban có biết vụ này không? Đó chính là điều anh vừa nói với em. Thôi, em vào sửa soạn, để mai còn đi sớm. Đi đâu? Đi trình diện cô dâu chú rể. Và nơi trình diện là Huế. Con xin chào ông cố vấn chỉ đạo. À, chào ông tình trưởng Định Tường. Mùa màng năm nay ra răng ông tình trưởng. Dạ, tình đậu. Tỉnh chúng con năm nay được mùa. Theo ông kỹ sư thì phát súng mi mát trên bang Mê Thuộc là ngẫu nhiên hay là dấu hiệu báo trước? Tùy theo cách hiểu của mỗi người. Nếu người bắn ông Diệm là cộng sản, nó chứng tỏ cộng sản là một cái gì không đơn giản ở miền Nam. Nếu người bắn là nhân viên của chế độ Cộng Hòa, vấn đề rắc rối hơn trăm lần. Và nếu người bắn nhận mệnh lệnh từ tòa đại sứ Mỹ, tình thế không biết đo lường bằng cái gì. Tôi không tin đại sứ Hoi Na hành động như vậy. Tôi mong lòng tin của cô có cơ sở. Người Mỹ hình như bắt đầu chăm sóc tổng thống nước tôi cẩn thận hơn trước nhiều. Bằng chứng là nhà báo Fanfani chịu khó sang tin, sang ảnh, dù cho đó là buổi họp mặt đơn thuần gia đình tổng thống. Buổi họp mặt đơn thuần gia đình mà các bộ trưởng, tỉnh trưởng, các tướng tư lệnh dùng đều phải về dự với một núi quà biếu. Thưa đức cha, xin đức cha cho một phút. Có phải ngôi thánh đường Phú Cam đồ sộ là do các thương gia tài trợ không? Không phải, đó là những người hảo tâm, họ là giáo dân. Theo các tin tức thì đức cha đã gửi thiệp mời các nhà buôn ở Huế đến dự một bữa tiệc. Giá mỗi thiệp là 5.000 đồng. Tôi nói với bà là không phải. Nhớ ghi rõ là có trung tướng tôi lợi dụng bốn chiến thuật nhé. Bài toán đã thêm số mới. Thời cuộc có vẻ khẩn trương lắm rồi. Tổng thống Phi Luật Tân mắt say say trên đường kinh lý đảo Cuba trở về. Máy bay đâm vào núi nổ tung. Một dấu hiệu sẽ còn nhiều dấu hiệu. Ở ta, mọi cái tùy thuộc, không phải ở Hoa Thịnh Đốn hay phủ tổng thống Sài Gòn. Tin tức cho biết, các nhóm vũ trang mang nhiều tên khác nhau bắt đầu xuất hiện ở U Minh, Đồng Tháp, rừng miền Đông. Vậy mà người ta vẫn cố bám víu cái ảo tưởng. Quá
Hoàng Diệp Sơn gọi Hạ Dương Tinh. Hoàng Diệp Sơn gọi Hạ Dương Tinh. Nghe rõ trả lời. Hạ Dương Tinh đâu? Hạ Dương Tinh đâu? Hoàng Diệp Sơn gọi. Nghe rõ trả lời. Hạ Dương Tinh. Hạ Dương Tinh đâu? Hoàng Diệp Sơn gọi. Nghe rõ trả lời. Hãy vô tình, hãy vô tình, hãy vô tình, nghe rõ trả lời, hãy vô tình. Hay là anh đứng nghe một chút? Mặc kệ nó, thằng đại quý quân trưởng dùng tiếp. Hãy vô tình đâu, hãy vô tình đâu, quả nhiễm sơn gọi, nghe rõ trả lời. Hãy vô tình đâu, hãy vô tình đâu, quả nhiễm sơn gọi, nghe rõ trả lời. Hãy vô tình đây, đã khuya rồi mà quả nhiễm sơn vẫn còn đốt pháo hả? Lễ lọc gì vậy? Đúng quý vị hả? Đại quý tình đây, việc động chiếm dinh quận, chiếm ty công an, phá tù, chiếm kho bạc, đang hướng về đồn bảo an. Báo nghe với trung tá xin tiếp viện gấp, nghe rõ trả lời. Hải Diên Tình nghe rồi, đợi một chút, bao nhiêu việc cộng? Cả mấy ngàn, đồng chí kia. Alo, biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn gọi, không để cho trung tá ngủ. À, Trung Quý Di hả? Hoàng tử của lòng em, bữa nay sao anh gan quá vậy? Cái gì? Việt Cộng đánh dầu tiếng hả? Tưởng ai chứ VC đánh mà gọi trung tá thì bằng suối VC đánh găng hơn. Anh ác lắm, bộ muốn thay trung tá hay sao mà biểu trung tá tiếp diện. Nè, ngày mai trong giờ làm việc, chỗ cũ em bắt đền anh đó, nhớ nghe cưng. Quả Diệp Sơn, Hải Dương Tinh gọi, nghe rõ không trả lời. Quả Diệp Sơn nghe Hải Dương Tinh 5/5. Sao, có tiếp viện không? Yên chi đi, có tiếp viện ngay. Cảm ơn Trung Quý. Bằng trực thăng hả? Đúng, over. Sao anh nói với dầu tiếng? Chứ nói thật, nó bỏ đồn chạy, ngày mai họ đổ tội lên đầu anh. Trung tá ngủ, không gọi dậy được. Còn bà trung tá thì... Thì sao? Vì sao nhà mình mang bảng đen vậy bác? Ông là quan quyền, ông hỏi giả bộ tôi làm chi? Cháu hỏi thiệt mà. Ông hỏi ông quận trưởng á, chính tay ông ấy đóng cái bảng đen á. Bác sợ tụi mình bắt gà, bác muốn đuổi thiếu tá đấy. Nè, tôi nói cho bà nghe, trong vụ đánh dầu tiếng á, không có ông nhà tôi với thằng nhỏ dính vô đâu. Hễ động tĩnh là các ông lò mò tới rồi. À mà chừng nào tôi phải tập trung để lên quận đây cho hay, để tôi còn đi gửi mấy con gà, mấy con chó cho hàng thốt nữa chứ. Bộ bác trai với anh ở nhà trước kia đi kháng chiến. Phải biết vậy, tôi đã không cản họ đi kháng chiến, tập kết cái cho nó khỏe. Không tập kết vô đường ở cũng sướng thần. Vậy sao nhà bác bị vô sổ bìa đen? Tôi đã biểu mấy ông tìm ông quận trưởng mà hỏi. Cặp bò của tôi bỏ u lọt vô mắt vợ bé của ông quận. Bà vợ bé ở xóm dứa chứ không phải bà ở suối trong hay bà ở bến củi. Bà đòi mua rẻ, tôi không bán. Ông quận đóng tấm bảng đó lên rồi lấy không đôi bò. Đâu phải có mỗi nhà tôi, cả làng đều cộng sản hết mà. Tụi tôi phải là cộng sản thì quận trưởng mới cất nhà lầu được chứ, mới dỡ bẫy, dỡ bồi được chứ. Thank you.
you have an appointment with the major? Yes, certainly. Your ID card, please. Okay, you can come in. Floor 3, room 8. Thank you. Hello, beautiful. Where you come from? Major Stewart. Oh, so you are early. What's your name? Cody. Okay, Charles. Give her ID card. Here you are. Thank you. Anh thấy đó, tình hình có thể nói là xấu. Vụ đường Trần Hưng Đạo, 11 quân nhân Mỹ chết, 20 bị thương. Nghĩa là tất cả trên chiếc xe buýt. Vụ chợ An Đông, con số càng kinh khủng hơn. 32 chết tại trận, 16 bị thương. Bày bà nhất là các vụ nổ đúng vào ngày khai mạc hội nghị kế hoạch Colombo. Vụ sập cầu thì nghe ngay lúc Thái tử Maroc viếng thăm thiền chỉ Việt Nam. Vẫn chưa hết. Đầu năm nay, hỏa hoạn liên miên, 2.500 ngôi nhà khu định cư Gia Kiệm cháy rụi, rồi mấy trăm nhà ở Thị Nghè. Thêm vào đó, vụ Hoàng Văn Đáp tự thiêu để phản đối cảnh sát. Đây là một khiêu khích chính trị
tòng tất cả lại giống như một dàn nhạc do một nhạc trưởng điều khiển. Nếu anh nhớ bài báo của Nghiêm Xuân Thiền đăng trên tờ Thời Luận tuyên cáo thành lập Đảng Dân Chủ của Hoàng Cơ Thủy và Phan Quang Đán, dư luận về tôi và nhà tôi buôn lậu, thì bạn Đại Hợp Xướng có đủ cung bậc. Theo anh, ai là nhạc trưởng? Tôi nghĩ là anh thừa biết. Tình hình an ninh quá tồi, Tổng thống đã bổ nhiệm tướng Nguyễn Văn La làm Tổng giám đốc cảnh sát. Tôi đi kiểm tra dầu tiếng theo lệnh của anh, và tôi xin kết luận như thế này: tình hình sẽ còn xấu hơn nếu ta không chấn chỉnh nội bộ và sửa cách cai trị ở Hà Tân. Đúng vậy, người Mỹ nhạy cảm lắm, e rằng họ đang sửa soạn một cuộc tính sổ. Việt Cộng sẽ chớp cơ hội nền cho ta vài đòn đau hơn dầu tiếng, thúc đẩy người Mỹ tính sổ gấp. Giữa lúc rối ren này, nhà tôi lại đổ thêm dầu vào lửa. Các ông đàn ông thật hèn, tùy tiện bỏ vợ, tùy tiện cưới vợ bé. Tôi đề nghị Quốc hội thông qua dự luật gia đình để ngăn chặn kiểu sống ích kỷ của đàn ông. Dược sĩ chủ tịch, mong dược sĩ nêu gương trước. Hoặc Quốc hội thông qua luật một vợ một chồng, hoặc là để cho nó phù hợp với đạo lý, ông ăn trả bà ăn nem. Thông qua luật bình đẳng, đàn ông được ngủ với nhiều đàn bà, và đàn bà cũng được ngủ với nhiều đàn ông. Bà dân biểu Ngô Đình Nhu chắc sẽ hoan nghênh lắm. Tôi can mà nhà tôi không nghe. Ai cũng biết chị ruột nhà tôi và anh Nguyễn Hữu Châu lục đục. Anh Châu đòi ly dị. Người ta nói nhà tôi vì việc riêng mà bắt Quốc hội thông qua một đạo luật vớ vẩn trong lúc này. Tôi không cho dự luật gia đình của chị làm cho tình hình rối ren thêm, mà có khi nó lại làm dịu đi đôi chút là khác. Anh đừng đùa, luật sư Nguyễn Hữu Châu vừa từ chức bộ trưởng phụ tổng thống rồi đó. Vậy à? Theo tin tình báo, có từ 3 đến 5 tiểu đoàn cộng sản xưng danh là lực lượng vũ trang tự vệ Đông Nam Bộ, hoạt động phía Bắc Sài Gòn, cửa ngõ của thủ đô. Đó là số quân mà cộng sản để lại sau khi tập kết, tuyển mộ thêm từ gia đình kháng chiến, kết hợp số Bình Xuyên của Bảy Môn với số cao đài của Huỳnh Thanh Mừng. Đây là vùng hoạt động của C-60, vùng Cà Tung, giáp biên giới Cao Miên. Đây của C-70, vùng Bắc núi Bà Đen. Đây của C-80, vùng Dầu Tiếng Minh Thành. Đây của C-90, vùng Bến Cát Quảng Lợi. Và đây của C-100, vùng Củ Chi Trảng Bàng. Hiện nay cả con đường này gần như hoàn toàn không thể đi lại ban đêm. Bến Cát Hớn Quảng, Bến Cát Dầu Tiếng, Dầu Tiếng Minh Thành, suối Cát Cà Tung, Tây Ninh Sa Mạc, Trảng Bàng Sóc Lào, đi lại ban ngày cũng nguy hiểm. Tôi cho công binh ủi một con lồ từ Lục Ninh sang tận đầu nguồn sông Hầm Cỏ sát biên giới. Sẽ có một hệ thống cứ điểm mạnh phía sau vùng căn cứ của cộng sản: Tổng Lê Chân, Sóc Con Trăng, Bổ Túc, Cà Tung, Sa Mạc, Tà Mốt. Song song với con lồ này, trịch về phía nam chừng 10 cái số, tôi cho ủi một con lồ nữa từ Minh Thành qua Cần Đăng. Giữa hai con lộ là hàng chục lộ ngang các khu vực thành bằng cờ. Tổng ủy Dinh Điền chốt dân các con lộ đó thành các điểm dân cư chuyên sống bằng nghề rừng, xẻ gỗ, hầm than. Trong tương lai, tôi sẽ cho trồng vài ngàn mẫu cao su. Một ý đồ vĩ đại. Đúng, và anh là người mở đầu. Tôi định đề cử anh làm tư lệnh hành quân một chiến dịch mới, kiêm chỉ huy trưởng tỉnh đoàn bảo an Bình Dương. Tôi bằng lòng nhận công việc anh giao, với điều kiện chính tôi chịu trách nhiệm thảo kế hoạch và điều khiển kế hoạch trên cơ sở tham khảo ý kiến của anh. Tôi muốn thực hiện một trách nhiệm xây dựng lực lượng dân phòng. Tôi đã từng nghĩ tới điều anh nói, tôi hoàn toàn ủng hộ anh. Sẽ có đụng chạm đấy, tôi cần nói trước.
anh lôi cổ mấy thằng bê bối ra bắn chứ gì? Đó chỉ là một phần. Có thể tôi sẽ thay đổi một số cấp chỉ huy, kể cả quân sự lẫn dân sự. Chỉ sợ có người khóc lóc với anh chị, anh chị mũi lòng can thiệp vào khó cho tôi. Anh yên tâm, quyết định của tổng thống sẽ ghi rõ, anh được toàn quyền hành động. Anh định bao giờ thì bắt tay? Cho tôi một tuần, vì tôi còn phải cho bản tango số 3 cất tiếng. À, tôi nhớ rồi, bản tango số 3 trôi chạy chứ? Có hy vọng. Tôi và thiếu tá James Casey xem xét nhiều góc cạnh. Sự thất bại của hai bản tango số 1 và 2 là nguyên nhân cho người. Nhảy dù ra Bắc Việt mà tuyển lựa toàn bọn ham tiền, đần độn, thiếu tế nhị và suy tính, thì dù ném đến 100 đứa cũng không có lấy một hồi âm. Anh nói đúng. Tôi quên hỏi, anh định đặt tên cho chiến dịch là gì? Cơn Hồng Thủy. Cơn Hồng Thủy. Dạ đúng, và Nguyễn Thành Luân làm tư lệnh chiến dịch, kiêm chỉ huy trưởng tỉnh đoàn bảo an. Sắc lệnh ký chưa? Dạ rồi. Chừng nào hắn về đây? Dạ tuần tới. Thôi được, anh đi lo vụ tên bời đi. Dạ. Alo, anh Văn hả? Ừ, tôi đây. Vụ săn bắn dưới biển, tôi muốn mời một người khách tham dự được không? Ừ, anh cố mời ông ta. Và điều quan trọng là đừng cho biết tôi mời. Ừ, đúng. Như vậy đó. Ừ, tôi muốn dành cho ông ấy một sự ngạc nhiên. Ông luôn. Bởi miệng ăn, tính tình phù và thận trọng của ông là hấp thụ ở thiếu tá Luân và thời gian ông lấy xe cho thiếu tá. Đây là lệnh nghỉ chót. Bảo vệ ông cuối là thiếu tá đợi ông dưới đất. Tôi về nhé. Đưa anh sang Bắc Lào bằng trực thăng đến một trại biệt kích Mỹ. Sau đó máy bay sẽ chở anh và toàn đội ra Bắc. Hai trong số các anh sẽ nhảy xuống vùng Phủ Nho Quan, hai xuống vùng Phát Diệm. Anh là người nhảy cuối cùng xuống quê anh Hải Hậu. Nếu anh bị phát hiện khi chạm đất, anh đừng nói gì cả, đợi khi họ áp giải về huyện hoặc tỉnh. Ở đó anh nói riêng với người có trách nhiệm cao nhất là anh xin gặp đại diện Bộ Nội vụ. Tất nhiên mọi cái trên người anh sẽ bị tịch thu, kể cả vật đó. Không sao, anh báo với Bộ Nội vụ về vật đó. Còn nếu không bị phát hiện thì anh tiếp xúc với Bộ Nội vụ như tôi đã dặn. Mọi việc sẽ như ý ông. Em về quê thì yên thân rồi, chỉ lo cho ông, cô Dung ở lại. Anh không thấy từ ngày làm đám cưới tới giờ chúng tôi sống rất vững vàng hay sao? Đành vậy, nhưng biết bao nguy hiểm. Khi điện đài của nhóm anh lên tiếng với bản tango số 3, cô Dung và tôi sẽ nâng cốc chúc mừng anh. Điều thú vị nhất là tình báo Mỹ cũng sẽ nâng cốc. Ông hãy coi chừng thằng trung sĩ lái xe cho ông. Theo em, nó không phải là người tốt. Tôi cũng đã chú ý tới cậu ta.
tôi sẽ đối phó. Tôi chỉ ngại anh ta làm quá cứng, gây khó khăn thêm. Luôn rất khôn ngoan, anh đừng lo. Chủ trước sau luôn luôn đặt dấu hỏi về anh ta, rằng là giao cho anh ta rộng quyền rửa. Trì cộng sản, không có gì tốt hơn bằng phương pháp cộng sản. Em suy tính rất kỹ, ngoài luôn ra, không còn ai cản đảng nội việc bình định vùng rừng này, ít nhất là hiện thời. Luôn sẽ thẳng tay về một số người từng có công lớn trước đây, nhưng nay là cả ngài về chính trị cho ta. Anh ta sẽ bỏ tù, thậm chí bắn vài tên, chẳng qua là quảng cáo dùng ta. Ta làm mạnh, số khá hoang mang. Còn luôn làm mạnh thì có đến 100 lỗi giải thích. Đằng nào cũng chỉ có lời cho ta thôi. Nói cho cùng, nếu cần luôn sẽ ra tòa với bạn luồng tội chặt chẽ. Không một luật sư nào biện hộ nổi một việc còng năm vùng, phá hoại chính sách quốc gia. Nguyễn Thành Luân sẽ chỉ huy hành quân ở Bình Dương. Chúng ta thấy có gì không ổn không? Ở vùng đó chúng ta có mấy toán biệt kích và có cả đảng cướp lần xanh nữa. Nếu Luân nhúng tay vào, tôi ngại người của chúng ta sẽ gặp khó khăn. Ông quá lo ông kia nè. Tôi có đủ tiền cho người của ông, tiền trưởng, quân trưởng, chỉ huy công danh vũ. Tuy vậy tôi vẫn ngại. Tốt hơn hết là thiếu tá nên gặp Luân và tùy tình hình mà đối phó. Được, ông yên tâm. Tiếc là lúc này ta mất liên lạc với A07. Mong anh Lục ra Bắc chót lọt thì A07 sẽ hỗ trợ cho anh. Có chỉ thị của A07, tất nhiên thành công lớn hơn. Nhưng không có thì ta cũng phải xoay. Theo ý em, giá mà hoạt động vũ trang cách mạng giảm xuống ở vùng chiến dịch sẽ có lợi cho anh. Sao lại giảm xuống? Trái lại trong vài tháng đầu phải đánh dồn dập và sau đó giảm lần. Em xem nhu tuyến xe gia thấp quá. Nhu đặt tên chiến dịch là Cơn Hồng Thủy. Nó muốn tràn ngập cả chiến khu ta đấy. Đúng, sẽ có một cơn hồng thủy. Vấn đề là ai tràn ngập ai. Tình hình khẩn trương, nhu linh cảm là tai họa sắp tới. Công việc của chúng ta do đó phải táo bạo một cách thận trọng. Không, theo em phải thận trọng một cách táo bạo. Thôi được, anh xin nhường bộ em. Ta đi ngủ, ngày mai em còn phải đưa anh ra sân bay. Săn bắn dưới biển chắc thích lắm. Rất tiếc là em không đi được. Sếp mới của em khó lắm. Lần sau anh sẽ đưa em đi. Ngủ ngon nhé. Chúng ta chia nhau, mỗi người một khu vực, hẹn cả một giờ gặp lại nhau ở đây.
Anh em, tới giờ rồi, ăn uống còn dài, mai ta lại tiếp. Đêm nay tụi mình đánh ấp 3, có hết thải 12 căn nhà cần đánh. Trong 12 nhà, có 4 nhà lợp ngói đỏ, ta khảo của. Có 2 nhà có con đi tập kết, 2 nhà làm đơn thưa lính, 2 nhà có người bị giam ở khám Phú Lợi, và 2 nhà tình nghi tiếp tế cho Cộng sản. 8 nhà đó, anh em đánh cho la lết. Chừng nào tụi nó đi hết nổi thì thôi. Đốt chừng 3-4 nhà. Riêng đàn bà con gái, cho anh em trọn quyền. Ai thiếu súng cho biết. Nhắc lại, anh em chỉ xưng tên Đảng Rừng Xanh Phạm Văn Bời, không nói gì dính đến đồn này cả. Nghe rõ chưa? Nghe rõ. Ha ha ha!
Xuống trình diện thiếu tá. Cô Dung có dặn gì không? Anh ngồi đi. Cô biểu báo cho thiếu tá hay, ngày mai thiếu úy Lê Ngân sẽ cùng đi Đà Lạt với cô. Thiếu úy Ngân được nhận vào học trường võ bị Đà Lạt. Anh có biết cuộc họp của sở nghiên cứu chính trị ở Đà Lạt kéo dài bao nhiêu lâu không? Dạ không. Nhưng cô Dung có nói với em là cô sẽ vắng mặt ở Sài Gòn khoảng từ một tuần đến 10 ngày. Chừng nào anh về Sài Gòn? Cô Dung biểu em ở lại đây với thiếu tá. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Cần Đỗ Bình Thạnh à? Được, tôi đến ngay. Bò theo tôi lên đồ Bình Thạnh. Tôi quyết sẽ làm sáng tỏ vụ này. Trung úy đồn trưởng cho tôi rõ, khi ấp 3 bị cướp, đồn bảo an này có biết không? Thưa thiếu tá, có biết. Và trung úy đồn trưởng đã áp dụng những biện pháp gì để cứu dân làng? Thưa thiếu tá, tôi đã... Trung úy nói văn tắc, đã làm gì? Dạ, dạ... Chẳng làm gì cả phải không? Trung úy giải thích cho tôi rõ, vì sao đồn thiếu 8 khẩu ga răng và ở ấp 3 thì đầy vết đạn loại súng này? Anh không giải thích được phải không? Như vậy là đã rõ. Thưa bà con cô bác, như vậy là cái đồn này có liên hệ mật thiết với đảng cướp rừng xanh của tên Bời. Đơn vị bảo an này bị giải tán kể từ hôm nay, tất cả vào quân lao để chờ thẩm tra. Mọi thiệt hại của bà con sẽ được bồi thường. Còn trung úy đồn trưởng, anh sẽ bị trừng phạt đích đáng. Thưa thiếu tá, dạ tôi... Dạ em chỉ thừa hành lệnh của cấp trên. Cấp trên nào? Dạ thưa thiếu tá, của ty công dân vụ Bình Dương. Anh nói láo. Ty công dân vụ nào lại ra lệnh cho anh làm chuyện như vậy? Dạ theo ty phổ biến, đó là lệnh của nha. Vô lý. Nhà công dân vụ mà lại dính dắp dân cướp à? Anh nói vậy thì quận trưởng, tỉnh trưởng cũng liên can với đám phạm nhân Bời sao? Dạ đúng vậy, mà không riêng gì quận, tỉnh. Anh có bằng chứng về lời khai của mình không? Thưa không có giấy tờ, nhưng tại đồn này, đại tá Trần Vĩnh Đắc với ông tỉnh trưởng và một ông trung tá mà em không biết tên
đã gặp Phạm Văn Bời. Họ đưa Phạm Văn Bời về Sài Gòn chơi và nghe đâu Phạm Văn Bời làm việc cho biệt kích Mỹ. Nghĩa là theo anh, đây là chủ trương của chính phủ. Em không dám đoán chắc, nhưng em nghĩ là chủ trương của cấp cao hơn tỉnh. Được rồi, tôi sẽ điều tra thêm. Nhưng dầu cho có thừa lệnh đi nữa, anh vẫn không thoát khỏi tội. Hãy chấp hành kỷ luật. Đại quý viên, bà con cô bác đã thấy, phải tự giữ gìn an ninh xóm ấp, không thể trông cậy vào ai hết. Tôi mong bà con cô bác từ nay biết giữ nhà cửa, sinh mạng, tài sản của mình. Chuẩn bị xe cho tôi đi Bình Dương. Tôi không tá, nghe rõ. Tôi tự giới thiệu, Trung tá Hoàng Đình Duyệt, nha công dân vụ. Xin mời Trung tá ngồi. Chắc thiếu tá biết tôi đến đây về việc gì? Thưa Trung tá, rất tiếc là tôi không thể làm vừa lòng quý nhà. Thiếu tá gây khó khăn cho chúng tôi để làm gì? Chúng tôi chỉ muốn mượn phạm nhân vài ngày. Một số việc nội bộ của nhà chúng tôi cần đến đi. Tôi không cố ý gây khó khăn cho quý nhà. Tiến triển của chiến dịch Bình Định hiện nay liên quan khá nhiều đến kết quả của cuộc thẩm vấn viên trung úy đồn trưởng đồn Bình Thạnh. Tôi có cảm giác thiếu tá đặt trọng tâm Bình Định nội bộ hơn là Bình Định cộng sản. Tôi không hiểu Trung tá muốn nói gì. Xét theo một nghĩa nào đó, vụ ấp 3 chưa hẳn đã là một vụ cướp. Vậy nói là vụ gì? Một cuộc hành quân à? Gọi như thiếu tá cũng không xa sự thật là bao nhiêu. Một cuộc hành quân hỗn hợp giữa bảo an và cướp, có đốt nhà, cướp của, giết người và hãm hiếp. Thiếu tá không biết hay không muốn biết, những gia đình mà thiếu tá chia sẻ đau đớn ấy toàn là bọn cộng sản. Tôi chưa từng đọc một sắc lệnh nào cho phép quân đội được quyền giết người, cướp của và hãm hiếp, dù cho đối với cộng sản chính cống, chứ không nói đến gia đình của họ. Đâu phải mọi hành động của quân đội đều nhất thiết theo pháp luật. Phải rồi, đảng cướp của Phạm Văn Bời lấy tên là Rừng Xanh nên quân đội hành động theo luật rừng. Thiếu tá quá kiêu ngạo, chắc thiếu tá cho rằng mình vững vàng khi dựa vào cái gốc của gia đình tổng thống. Thưa Trung tá, với tôi còn có cái gốc khác lớn hơn, đó là lương tâm. Thiếu tá thật ngây thơ. Lương tâm mà, cụ hiếm ấy lấy ở đâu ra? Đúng, không dễ gì tìm sự công bằng trong thời buổi mà cái bắt đầu có thể là cái kết thúc. Nhưng thưa Trung tá, ông có biết câu ngạn ngữ Pháp sau đây, l'exception confirme la règle, cái ngoại lệ khẳng định quy tắc. Tôi là ngoại lệ. Nếu muốn cho như vậy, tôi có quy tắc của tôi. Rất tiếc, cuộc nói chuyện của chúng ta chẳng đi tới đâu. Tôi xin cứu thiếu tá và chúc thiếu tá thành công với quy tắc của mình. Một quy tắc mà... Xin lỗi, tôi bắt chước thiếu tá dùng hình tượng chiếc bọt bất mãn bập bềnh trên mặt đại dương bất lực.
Dạo này anh chơi golf tiến bộ lắm. Anh đánh một trái nữa sáng. Tôi có một nhận xét là người Việt Nam các anh rất thông minh. Khi đã định làm một cái gì, họ làm đến cùng và phải được. Tuy nhiên việc đánh golf, từ không biết gì, bây giờ anh đã có thể đánh ngang với tôi, nếu tôi không muốn nói là hơn tôi. Và vì thế mà tôi đâm ra lo vụ Nguyễn Thành Luân với người của mình. Chúng ta hoàn định Việt Nam ra trên này phải không? Theo chúng ta, bây giờ mình phải hành động như thế nào? Anh đã gặp thiếu tá James Casey chưa? Và ý thiếu tá như thế nào? Thiếu tá James Casey cho Nguyễn Thành Luân đã hành động đúng. Ông ta còn chửi tôi để người của mình làm ăn không khéo. Thì bây giờ ráng chịu. Bảo trung tá dự đến gặp tôi chiều nay, trước khi tôi về Vũng Tàu. Đến bây giờ thì tôi vẫn chưa biết trung úy đồn trưởng đồn Bình Thạnh đã khai với Nguyễn Thành Luân những gì. Luân rất kín đáo và hình như y không sợ gì ai cả. Nếu trung tá không để tôi mạnh tay thì sẽ nguy hiểm cho người của mình đó. Ông có chơi phong lan bao giờ chưa? Chưa bao giờ. Tôi cũng nghĩ như vậy. Chơi phong lan là cả một nghệ thuật. Nó đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ. Ông đã hành động quá hấp tấp và không tính toán. Tôi đồng ý để ông làm mạnh, nhưng không nên coi thường Nguyễn Thành Luân. Và theo lời đại sứ Rena, thì cô Thùy Dung và cô Luân là một loại Paphiobedilum Galanatii hiếm có đấy. Ông Duyệt, ông hãy cẩn thận. Thế nào? Tôi chưa rõ đại tá hỏi vấn đề gì. Không lẽ tôi đến đây để hỏi thiếu tá về giá gạo của Sài Gòn hay giá chứng khoán ở Hồng Kông? Về các loại giá cả đó, đại tá là một chuyên gia cờ lớn. Anh đừng có xỏ xiên. Tôi đến để xem anh làm ăn thế nào. Anh định trao cho du kích cộng sản ở Bình Dương bao nhiêu súng? Hóa ra đại tá quan tâm đến việc đó. Số súng mà các đội tự vệ có thể truyền tay cho du kích là bao nhiêu, tôi chưa đoán ra. Nhưng số súng mà các cơ quan Bình Dương cho đại tá chỉ đạo khi còn làm tổng giám đốc cảnh sát và hiện nay chưa hết liên đới, đã trao cho cả du kích lẫn bọn cướp thì có con số. Đại tá muốn biết không? Tôi hỏi thiếu tá một câu. Khi thành lập các đội tự vệ xã ấp, thiếu tá đã xin ý kiến Sài Gòn chưa? Thưa đại tá, ông có cần đọc một lần nữa quyết định do tổng thống ký không? Tôi muốn nói đến ý kiến nơi khác, trên cả tổng thống kìa. Tôi nhớ trước đây đại tá một dân hai dạ, tổng thống giám mục, ông cố vấn, bà cố vấn. Bây giờ thì sự thay đổi thái độ này phải chăng do đại tá nghĩ rằng chỉ cần che cái dù thì sẽ không đánh được? Anh cứ mà toan hót với ông Nhu, tôi nghĩ như vậy đó. Thưa đại tá, giống trước đây tôi với đại tá là chỗ quen biết. Vợ tôi từng tòng sự một thời gian dưới quyền đại tá. Tôi muốn sống phẳng. Việc đại tá mất chức tổng giám đốc cảnh sát và phải trở lại nghề cai ngục không liên quan gì đến tôi. Nếu không nói rằng tôi đã làm hết sức mình để giữ nguyên số hoa mai trên cầu vai của đại tá. Cái mà đại tá cần rút kinh nghiệm là nên chuyển ngân như thế nào cho kín đáo, làm gián điệp đôi như thế nào cho tinh vi, chứ không phải sừng sộ với tôi. Việc gì mà tôi phải đi toan hót với ông Nhu, tôi sẽ tiếp xúc thẳng với cái vụ. Chắc đại tá cho rằng giao thiệp với ông De Brown hay ông James Casey là đặc quyền của đại tá. Thôi mà thiếu tá, tôi lỡ nóng nói bậy, thiếu tá đừng chấp. Thiếu tá. Không, tôi gọi lính hầu mang nước giải khát cho chúng ta. Cho hai chai bia. Tôi bảo đảm với đại tá, lời khai của trung úy đồn trưởng không có chữ nào dính tới đại tá cả. Cảm ơn thiếu tá, cảm ơn thiếu tá. Thưa thiếu tướng, mấy giờ chiều nay họp lại ạ? Chiều nay nghỉ, cô Dung chuẩn bị các báo cáo cho buổi họp ngày mai nhé. Dạ, thiếu tướng có dặn gì nữa không? Không, cô Dung về cùng xe với tôi chứ. Dạ thôi, hôm nay tôi muốn đi bộ. Từ hôm lên Đà Lạt đến giờ chưa được dạo phố.
Chào cô. Từ đây đến Hồ Thanh Thở bao nhiêu? Dạ thưa cô, cho 30. Đắt thế, 20 nhé. Dạ xin cô 25 đồng vậy. Đi đâu đó? Hồ Than Thở. Hành động như thế nào tùy ý, nhưng nếu có gì xảy ra thì coi như chúng tôi không có liên can gì đến. Tôi hiểu. Còn khoản kia, tôi đã chuyển vào trương mục của anh ở ngân hàng Pháp Á. Ê Thanh, khỏe không Thanh? Khỏe không Thanh? Khỏe. Khỏe. Mời cô. Cô Thanh nhảy đẹp lắm. Cảm ơn anh. Tùng gọi điện thoại cho em hay là hàng từ Đà Lạt đã chuyển về an toàn. Vì em ở chơi với anh Kiên, anh phải đi ngay. Cứ như vậy mà thi hành. Nếu có gì thắc mắc cứ hỏi thẳng tôi. Trung úy trưởng đồn Bình Thành có chịu khai thêm gì không? Chúng tôi vẫn giam cứu, chưa khai thác được gì thêm. Thưa thiếu tá, có đại quý Hùng, trưởng ty cảnh sát Đà Lạt xin gặp. Trưởng ty cảnh sát Đà Lạt? Thưa dân. Mời vào. Dạ. Thưa thiếu tá, tôi xin được nói chuyện riêng với thiếu tá. Mời đại quý vào đây. Không sao, đây là bộ tham mưu của tôi. Thưa thiếu tá, thiếu tướng tổng giám đốc ra lệnh cho tôi đích thân vào gặp thiếu tá. Nếu vậy, chắc phải có vấn đề liên quan đến vợ tôi. Đại quý cứ nói. Thưa thiếu tá, cô Thị Dung, bà thiếu tá đã bị bắt cóc. Đại quý có thể cho biết chi tiết. Sáng ngày 22, khi không thấy bà thiếu tá đến họp, tôi gọi điện thoại về khách sạn Palace. Thì được biết bà thiếu tá đi đâu từ chiều hôm 21 và đã không về ngủ tại khách sạn đêm hôm đó. Lập tức lực lượng cảnh sát được huy động đi tìm. Chúng tôi đã đến các nơi bạn bè thân thích của bà thiếu tá, nhưng mọi người đều trả lời giống nhau là đã 2 hôm không thấy bà thiếu tá lại chơi. Tôi đến khách sạn Palace để kiểm tra thì người quản lý khách sạn cho biết chiều ngày 21 lúc 3 giờ thấy bà thiếu tá lên xe ngựa đi mà anh ta không biết là đi đâu. Ngay sau đó, chúng tôi tìm thấy chiếc xe ngựa bỏ không tại Hồ Than Thở. Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy người chủ chiếc xe ngựa bị trói, dứt trong rừng thông. Tại ty cảnh sát y khai là như thường lệ, sau khi ăn cơm trưa xong
y đánh xe đến khách sạn Palace để đón khách du lịch. Nhưng trong lúc ngang qua khu đường thông thì bỗng có một chiếc xe Peugeot Cassandra màu đen chạy đến chặn đầu. Trên xe nhảy xuống hai người đàn ông, dùng súng uy hiếp bắt y phải xuống, dùng dây trói nhét dễ vô miệng rồi quăng y vào đường thông. Bác có biết mặt hai tên đã trói bác không? Dạ không, nhưng tôi biết tên lái chiếc xe Peugeot đen. Hắn là năm trộm, trước đây vài năm hắn là một tên anh chị nổi tiếng ở Đập Lao. Lệnh truy nã tên năm trộm đã được đánh đi khắp nơi. Một tốp cảnh sát đặc biệt từ Sài Gòn lên đã bắt tay vào việc tìm kiếm bà thiếu tá. Thiếu tướng bảo tôi về tin cho thiếu tá hay và xin thiếu tá cho ý kiến. Chiều nay tôi sẽ trở lên Đà Lạt. Rất cảm ơn thiếu tướng và đại úy. Vụ này đến với tôi đột ngột quá. Đại úy cứ trở về Đà Lạt, có gì tôi sẽ báo cho tổng nha sau. Thiếu tướng dặn nếu thiếu tá cần lực lượng của tổng nha thì cứ việc sử dụng. Cho tôi gửi lời cảm ơn thiếu tướng. Chào thiếu tá, chào quý vị. Vụ này chắc do bàn tay của đại tá Trần Vĩnh Đắc. Không đâu, đại tá Đắc không dạy gì tự ném mình vào tù. Bàn tay của nha công dân vụ thì đúng hơn. Thiếu tá chứ nên quên, trung tá tỉnh trưởng Bình Dương hiện nay là phó giám đốc nha công dân vụ. Nếu đúng như tôi nghĩ thì không có gì nguy hiểm cho nhà tôi đâu. Có điều mình phải hành động gấp. Anh Bảy, anh biết gì về tên năm chồng không? Em chỉ biết nó bỏ đèo Blau đã 5 năm, về làm ăn ở Tân Vạn. Sau lên Thủ Thiêm thì bị hai néo chém rồi biệt tích luôn. Thiếu tá để em về Sài Gòn, em tin sẽ tìm ra nó. Tìm được thằng này thì mình có hy vọng biết nơi giam của Dung. Anh đi ngay đi, chúng ta tự hành động lấy, không nên để cảnh sát dính vào. Thiếu tá ra lệnh cho các đơn vị. Alo. Đúng, bộ chỉ huy chiến dịch đây. Xin lỗi, ông ở đâu gọi? Thưa thiếu tá, có một người đàn ông muốn nói chuyện với thiếu tá và nhất định không chịu xưng tên. Alo, tôi, thiếu tá luôn đây. Như tôi đoán, thế nào ông cũng gọi điện thoại cho tôi. Đúng, tôi chờ ông từ lâu, không phải vì lo cho số phận của vợ tôi. Dù tôi rất yêu vợ, tôi lo là những trò trẻ con của các ông đưa cả chế độ chúng ta xuống hố. Tôi vẫn nghe, mặc dù ông xưng danh là đảng cướp rừng xanh, tôi thừa biết ông là ai. Ông ra lệnh cho tôi chuyển hướng chiến dịch và thả tên trung úy trưởng đồn Bình Thạnh à? Thương lượng chứ không phải ra lệnh. Được, nhưng trước khi thương lượng, tôi muốn được nghe tiếng nói của vợ tôi. Và tôi chỉ thương lượng trực tiếp với Phạm Nhân Bời, không qua trung gian. Được, tôi đợi các ông. Đêm nay thu sáng cùng heo mây. Đêm nay sương lam mờ chân mây. Thuyền anh lơ lửng trôi xuôi dòng. Như nhớ thương ai chung tơ lòng. Trong cây hơi thu cùng heo mây. Anh Bởi, thằng Nam Chồng vừa về nhờ con lễ chờ vờ. Em để thằng Lem và thằng Chín ở lại canh về bó cho anh Bởi hay. À. À. À.
Mày có chịu khai không? Chúng mày giống cô Dung ở đâu? Hả? Mày không khai, tao sẽ lắp từng miếng thịt trên mặt mày. Em sẽ khai, em sẽ khai. Thiếu tá đã truyền lệnh đi chưa? Dạ rồi, tất cả các đơn vị đều rõ, không được nổ súng cho đến khi có lệnh của thiếu tá. Gọi bọn cướp một lần nữa. Bộ tư lệnh hành quân ra lệnh cho nhóm cướp đang trốn trong nhà ra trình diện, sẽ được hưởng khoan hồng nếu tuân theo lệnh mà không có bất kỳ một kháng cự nào. Thưa thiếu tá, có anh Hải trưởng toán nhân dân tiền viện F3 xin gặp thiếu tá. Cho vào. Có thể thằng Năm Chồng khai láo không? Đó chỉ là một căn nhà quan. Lúc đó nó sợ hãi thật sự, em chắc nó không dám đâu. Thưa bà, thiếu tá Luân và lính của ông ta đã bao vây chúng tôi, nghĩa là cuộc thương lượng đã thất bại. Chúng tôi buộc phải xử trí với bà không như là một con tin nữa, mà như là một tội phạm. Ông định làm gì? Bắn tôi à? Tôi nghĩ là ông không dám. Sở dĩ chồng tôi chưa cho lệnh nổ súng là vì trong này còn có tôi. Số phận các ông coi như đã được quyết định. Các ông thoát bằng cách nào? Bất kể các ông nấp dưới một quyền lực che chở nào, khi tôi là cái xác, tất cả các ông chắc chắn cũng phải vĩnh viễn nằm trong ngôi nhà hoang này. Một thằng định bò lên, tiếc lẹm bắn hụt. Như vậy là bọn cướp đang ở trọng, thiếu tá cho lệnh tấn công. Không được. Nếu tấn công ồ ạt, có thể gây nguy hiểm cho cô Dung. Cuộc bao vây căn nhà này là để áp đảo tinh thần bọn cướp. Tôi không có ý định dùng tính mạng binh sĩ để giải thoát vợ tôi. Thiếu tá thay tôi ở đây điều động cuộc bao vây, tôi sẽ lên trên đó với trung sĩ Phan. Không biết trong ngôi nhà kia có bao nhiêu tên cướp, tôi đề nghị để đại quý viên thay tôi. Tôi xin phép được đi cùng thiếu tá. Tôi rất xúc động, nhưng tôi nghĩ càng ít người càng dễ xoay sở. Thiếu tá hãy chấp hành lệnh. Tôi không ở trong quân đội, tôi xin được phép đi cùng thiếu tá. Bọn cướp rừng xanh có nợ máu với dân ấp 3 của chúng tôi. Tôi đồng ý. Thưa thiếu tá, trở ra quốc lộ, rẽ tay trái khoảng 300 thước, có con đường đất đỏ chạy thẳng đến chân đồi. Có thể bị phát hiện không? Suốt đoạn đường đó đều có cây cao su che kín, em vừa đi đường vừa nhìn lên mà không thể thấy được ngôi nhà trên đồi. Vậy từ chân đồi lên? Em lên gần đến đỉnh đồi mới thấy được ngôi nhà. Em không dám lên nữa, vì sợ chúng phát hiện. Có nghĩa là xe tôi lên đến chỗ chú nói mới bị chúng phát hiện. Dạ đúng. Khoảng cách từ chỗ chú nói đến ngôi nhà là bao nhiêu thước? Dạ, khoảng 100 thước. Thiếu tá có thấy gì khác lạ không? Thiếu tá muốn nói tại sao suốt quãng đường từ chân đồi lên không một tên trong bọn chúng canh gác. Có hai giả thuyết. Một là bọn chúng ít người, vì nơi đây
không phải là xào huyệt của bọn chúng, mà chỉ là nơi chúng tạm giữ bà thiếu tá để làm con tin. Chúng không ngờ ta có thể tìm ra nơi này một cách nhanh chóng như vậy. Hai, đó có thể là một cái bẫy. Thiếu tá đã nghĩ đúng như tôi. Anh Hải, theo tôi. Dạ. Thiếu tá. Sao theo tôi? Thưa thiếu tá, nếu ở vào trường hợp thứ hai, tôi được phép nổ súng là tí lên chứ? Được. Xin lỗi, tôi đành phải trói bà thiếu tá vậy. Chồng bà và quân lính sắp tấn công lên, tôi cần phải rảnh tay để đối phó. Anh hai, tụi lông quá, mà mình có 7 người, anh tính sao? Mày sợ hả? Tụi nó đông nhưng chỉ có con đường duy nhất để lên đây. Thằng nào lên, mình tỉa thằng đó. Nghe đây, nghe đây. Lực lượng tự vệ ấp 3 đã tiêu diệt bọn cướp rừng xanh và dẹp tan xào huyệt của chúng. Phạm Văn Mời và những tên còn lại hãy ra đầu hàng sẽ được hưởng khoan hồng. Anh hai, cô tiến xe đang lên. Thằng Tư, thằng Sôi xuống dưới. Thấy tụi nó là bắn hạ ngay. Trung sĩ Phan ra sao ngồi để tôi cầm lái. Xe tụi nó lên tới chưa? Chưa thấy anh hai mà không nghe tiếng xe nữa. Chắc tụi nó định bò lên. Bò lên là kể như bỏ mạng tụi em. Tụi mày yên chí, có bà thiếu tá trong này, tụi nó không dám bắn thẳng vô đây đâu. Tôi nhắc lại, không bắn loạn xạ, chỉ bắn khi thấy rõ mục tiêu. Nghe rõ. Nằm xuống. Tôi sẽ phóng thật nhanh, chuẩn bị nhảy xuống khi tôi quay ngang xe. Nghe rõ. Chính, mày thấy rõ tụi nó không? Có mấy đứa? Không thấy thằng nào hết, để tao coi. Chú Sa sẽ bắn một băng đạn vào con đường trước cửa garage. Anh Hải và tôi sẽ tiến lên như đã bàn hồi nãy. Phan và Sa ở đây bắn yểm trợ khi thấy tụi nó xuất hiện. Tất cả chuẩn bị. Sa. Mày thấy gì không Tư? Không thấy gì hết anh hai. Phía mày báo. Không thấy thằng nào hết. Như vậy là tụi nó chỉ lên đây có mấy thằng. Tư, xuống yểm trợ cho bọn thằng Sồi. Báo, mày đến trận ở cầu thang. Thằng Sồi bị rồi. Một thằng chạy về lúc kia.
Mày dòng ra sao? Tao canh thằng này. Anh Phan ở đây, tôi vào yểm trợ thiếu tá. Sao chú không tuân lệnh tôi? Thấy thiếu tá vô lâu quá em sốt ruột. Bị thương nặng không? Không sao cả, em chỉ bị trúng ở tay. Chắc anh Hải tấn công mặt sao? Chú ở đây. Anh Hai, có một thằng đã vô được bên trong. Chắc bọn thằng Sồ bị hết rồi. Đừng để nó lên, bên này cũng có một thằng. Anh Luân, coi chừng phía sau anh. Anh Luân. Chắc bà thiếu tá không ngờ là súng của thằng Báo đã hết đạn. Cửa cả buổi không ai trả lời. Tôi tưởng chúng ta ngủ, định vào để tặng quà.
Không ngờ làm phiền ông bà trung tá. Ông bà trung tá? Cho lẽ thiếu tá chưa biết mình được thăng cấp, có lẽ thủ tục giấy tờ đi hơi chậm. Tôi đến chúc mừng và nhân tiện biểu chúng ta một món quà, chắc chúng ta sẽ thích thú vô cùng. Chúng ta cứ mở ra xem. Chúng ta cho máy chạy đi. Bàn tăng gô số 3. Đúng, bàn tăng gô số 3. Biết chúng ta không có thời giờ theo dõi, nên tôi đã cho thu lại khi đến đài của nhóm biệt kích ở miền Bắc lên tiếng. Và như vậy là chúng ta đã thành công. Đúng, chúng ta đã thành công.